cùng với chim phượng hoàng, rồng là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của nền văn hóa Á Đông, là biểu trưng cho quyền lực của hoàng gia. Chúng có một lịch sử rất lâu dài phát triển trong văn hóa cổ Á Đông với nguồn gốc có thể truy sâu hơn tận tới thời kỳ đá mới, sau khi văn hóa Đông Á cổ tan rã khỏi chế độ công xã nguyên thủy, bắt đầu hình thành các dân tộc thuộc các hệ ngữ thì hình các nền văn hóa kế thừa, trong đó chủ yếu là hai nền văn hóa lớn, văn hóa tộc Việt và văn hóa Hoa Hạ trong số TGM history này chúng ta sẽ khám phá quá trình hình thành và phát triển của hình tượng rồng trong văn hóa cổ á đông sự kế thừa của nó trong văn hóa tộc việt trong vùng dương tử cuối thời đèo mới và văn hóa đông sơn trong thời kỳ đồ đồng bên cạnh đó là vai trò của rồng trong nền văn hóa tộc việt và văn hóa hoa hạ để từ đó thấy được vai trò thực sự của rồng trong từng nền văn hóa nhé tiến trình hình thành và phát triển của hình tượng rồng trong văn hóa đông á cổ rồng vốn là một loài vật thần thoại không có thực tuy nhiên chúng được hình thành từ các loài vật thực tế vì vậy cũng đã có nhiều giả thuyết đưa ra để giải thích nguồn gốc của rồng tiêu biểu là các giả thuyết rồng có nguồn gốc từ khủng long thuyết cho rằng khủng long đã tuyệt chủng cách thời điểm con người bắt đầu hình thành rất xa nhưng con người có thể tìm thấy những bộ xương khủng long từ đó tưởng tượng ra một loài vật thần thoại có quyền năng trong tâm thức của họ Rồng có nguồn gốc. Tác giả đã giả thuyết về nguồn gốc của rồng là dựa trên những quan sát thiên văn của người xưa. Rồng có nguồn gốc từ các loài động vật bò sát. Mặc dù rồng có nhiều hình dáng khác nhau, nhưng tự chung đều thường có dáng vẻ của loài động vật bò sát. Các loài động vật bò sát có hình dáng gần gũi nhất với rồng là cá sấu, rắn, thằn lằn. Giả thuyết rồng có nguồn gốc về thiên văn, sau đó đã được người cổ Đông Á hình tượng hóa bằng các loài vật có thật như cá sấu, rắn, thằn lằn. Chính vì vậy đã tạo ra sự đa dạng trong hình tượng rồng tại các vùng khác nhau. Rồng trong văn hóa Đông Á có sự khác biệt trong từng vùng, mỗi vùng lại dựa trên một loài vật để hình tượng hóa. Nguồn gốc sớm nhất Rồng được tìm thấy sớm nhất trong các văn hóa Đông Á cổ là tại văn hóa Tiền Hồng Sơn trong vùng sông Liêu ở Đông Bắc Trung Quốc. Với hình tượng rồng được xếp bằng đá có niên đại vào khoảng 8.000 năm trước, hình tượng rồng có niên đại sớm tiếp theo được tìm thấy là ở Ngưỡng Thiều với hình tượng rồng hình dáng giống với cá sấu được sắp đặt bằng vỏ sò tại di chỉ Tây Thủy Pha thuộc nền văn hóa ngưỡng thiều có niên đại vào khoảng 6.400 năm trước. Trong vùng trung lưu dương tử, các nhà khảo cổ Trung Quốc cũng đã tìm thấy một hình tượng rồng được sắp xếp bằng đá cuội tại di chỉ Tiêu Điêu, tỉnh Hồ Bắc thuộc vùng trung lưu dương tử có niên đại vào khoảng 6.000 năm trước. Nguồn gốc trong sự phát triển thịnh đạt của văn hóa Đông Á Cổ Di chỉ San Sitala thuộc văn hóa Hồng Sơn đã tìm thấy những miếng ngọc rồng hình tròn sớm nhất Đông Á, có niên đại vào khoảng 5.000 năm trước giai đoạn bắt đầu hưng thịnh của văn hóa Đông Á cổ. Bên cạnh loại hình rồng như trên, thì rồng lợn cũng là một loại hình được khắc họa khá phổ biến trên các miếng ngọc của văn hóa Hồng Sơn. Tại văn hóa Triệu Bảo Câu trong vùng Nội Mông, có niên đại vào khoảng 6.200 năm trước, hiện rõ ràng hơn hình tượng rồng rắn và lợn trên bức tượng bằng gốm. Tại vùng Trung Lưu Dương Tử, với văn hóa Lang Gia Than, với niên đại vào khoảng 5.500 đến 5.300 năm trước, cũng đã tìm thấy loại hình rồng với hình dáng lai giữa rồng cá sấu của các văn hóa vùng Hà Nam và Hồ Bắc và dòng lợn của văn hóa Hồng Sơn. Sự xuất hiện và kế thừa trong văn hóa tộc Việt Tại văn hóa lương trử, văn hóa đánh dấu sự hình thành cộng đồng tộc Việt cũng như văn hóa tiền thân của nó là Tống Khê đã tìm thấy khá nhiều ngọc rồng. Đây là những viên ngọc rồng sớm nhất trong vùng Dương Tử với niên đại khoảng hơn 5.500 năm trước. Với thời kỳ văn hóa Thạch Gia Hà, là văn hóa tiếp theo của cộng đồng tộc Việt cũng đã tìm thấy những viên ngọc rồng và ngọc phượng hoàng có niên đại sớm nhất Đông Á. Đây là những biểu trưng quan trọng trong nền văn hóa lưỡng hợp tiền rồng của người Việt chính vì vậy rồng và chim tiên có vai trò quan trọng có thể nói là cốt lõi trong nền văn hóa tộc biệt văn hóa của người việt trong thời kỳ đồ đồng có hai nền tảng chính là văn hóa thờ trời và văn hóa thờ vật tổ người việt cũng khắc họa lên rất nhiều các trống đồng và đồ đồng hình tượng rồng và chim tiên sánh đôi cùng với nhau bên cạnh đó người việt cũng đội mũ lông chim và xăm mình hình rồng đây cũng chính là một hình thức thực hành tín ngưỡng thờ vật tổ của người việt trong thời kỳ hùng vương rồng trong văn hóa đông sơn Văn hóa Đông Sơn và tiền thân của nó là văn hóa Phùng Nguyên, có nguồn gốc từ các văn hóa trong vùng Dương Tử, theo các nghiên cứu di truyền. Thời kỳ này, văn hóa Đông Sơn cũng đã kế thừa các hình tượng rồng của văn hóa Đông Á cổ, với hình dáng giống với cá sấu và rồng có màu. Bên cạnh đó, cũng có sự xuất hiện một dạng rồng có sự khác biệt nhất định với các dạng rồng trong văn hóa Đông Á cổ đại. Trong các hoa văn văn hóa Đông Sơn, sự xuất hiện nhiều nhất là của các loại hình rồng cá sấu. Bên cạnh đó, cũng có sự xuất hiện của các loại hình rồng khá gần với rồng các giai đoạn sau, có sự kết nối với các loại hình rồng của văn hóa Đông Sơn. Bên cạnh những vật cổ khắc họa mình hình tượng rồng, thì trong văn hóa Đông Sơn cũng có nhiều cổ vật được khắc họa hình tượng chim tiên và rồng sánh đôi. Cả hai loài này đều được khắc họa theo cặp. Đây là một hình tượng rất đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng đối với văn hóa tộc Việt. Rồng cá sấu Rồng cá sấu là loại hình rồng được tìm thấy nhiều nhất trong văn hóa Đông Sơn. Chúng thường xuất hiện trên những chiếc diều đồng, hộ tầm phiến và thạp đồng. Rồng có màu và sừng Bên cạnh loại hình rồng cá sấu, thì thời kỳ Đông Sơn còn tồn tại các loại hình rồng khác, trong đó tiêu biểu nhất là rồng với chân và màu tương tự như rồng thời kỳ sau này. Nó cũng có sự tương đồng với các loại hình rồng của văn hóa Hồng Sơn. Quan sát kỹ hơn trên trống đồng Phú Xuyên, chúng ta thấy được dường như chiếc màu của rồng chính là những chiếc sừng được tách ra với nhau chỉ không nối liền như hoa văn trên đồ đồng ở phía dưới. Sự biến đổi này cũng tương đồng trong văn hóa hoa hạ, với hình tượng các dạng màu và sừng cũng giống như trên đồ đồng Đông Sơn. Một loại hình rồng khác, bên cạnh hai loại hình chính thì thời kỳ văn hóa Đông Sơn còn xuất hiện loại hình rồng có dáng giống rắn và có thân, đầu giống trồn, sóc. Vai trò của rồng trong văn hóa hòa hạ Hình tượng rồng được khắc họa trên các đồ đồng hòa hạ cũng thể hiện sự tương đồng với hình tượng rồng của người Việt. Trên các cổ vật nhà thương, chúng ta cũng thấy được sự tương đồng trong hình tượng rồng được khắc họa trên đồ đồng nhà thương với hình tượng rồng trên trống đồng và đồ đồng Đông Sơn với những đặc trưng rất cơ bản của rồng trong giai đoạn đồ đồng. Rồng tuy được người hoa hạ khắc họa rất nhiều trên các đồ đồng, đồ ngọc của mình nhưng có vẻ như rồng đối với văn hóa của họ không thực sự chiếm một vai trò quan trọng khác biệt đối với nền văn hóa của tộc Việt khi rồng đóng một vai trò cốt lõi trong nền văn hóa lưỡng hợp tiền rồng được người Việt xem như vật tổ chúng ta đã cùng tìm hiểu về nguồn gốc và quá trình phát triển của hình tượng dòng. chúng ta đã cùng tìm hiểu về nguồn gốc và quá trình phát triển của hình tượng rồng trong văn hóa cổ Đông Á và các văn hóa hậu duệ của chúng là văn hóa tộc Việt và văn hóa hòa hạ Văn hóa Đông Á cổ có nhiều loại hình rồng khác nhau với rồng có các hình dạng như cá sấu, lợn, rắn. Văn hóa tộc Việt với văn hóa lớn cuối cùng là văn hóa Đông Sơn đã kế thừa đa dạng các loại hình rồng trong văn hóa Đông Á cổ. Các hình tượng rồng đôi từng được xem là giao long, thực tế chính là rồng. Rồng có vai trò rất quan trọng đối với người Việt trong nền văn hóa lưỡng hợp tiền rồng. Đây chính là những vật tổ của người Việt được người Việt thể hiện trên rất nhiều đồ đồng của văn hóa Đông Sơn cũng như những hoạt động đội mũ lông chim, xăm mình hình rồng chính là biểu trưng cho nền văn hóa đó. Đây là một trong những nét văn hóa cốt lõi của dân tộc Việt. Quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Từ điển lịch sử. Nếu thích video này thì đừng ngần ngại bấm like và theo dõi kênh của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhiều những thông tin lịch sử hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!